Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện Nậm Nhùn năm 2023. Đại tá Hán Đức Nhu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn. Về phía huyện Nậm Nhùn có đồng chí Trần Quốc Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn trực thuộc. Nội dung diễn tập gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; giai đoạn 2, thực hành ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Thời gian dự kiến tổ chức diễn tập vào đầu tháng 7 năm 2023 với khoảng 800 người tham gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn huyện Nậm Nhùn tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chỉ đạo các ban ngành huyện xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, thiết bị thao trường, làm công tác chuẩn bị và diễn tập theo kế hoạch của ban chỉ đạo. Đối với huyện Nậm Nhùn, sau khi nhận được chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2023, nhằm triển khai kịp thời đến các cơ quan, phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị của xã Nậm Hàng từng bước được hoàn thiện, như chuẩn bị về khung tập, vật chất bảo đảm, thao trường thực binh. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo huyện cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh điều chỉnh thời gian diễn tập, các ban ngành đoàn thể huyện, xã Nậm Hàng tiếp tục vận động nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập thực binh. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tiến hành làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn huyện tới nhân dân. Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện Nậm Nhùn và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn luyện tập. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn. Sở Y tế đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho việc diễn tập. Kết luận hội nghị, Đại tá Hán Đức Nhu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng tình và nhất trí cao với các ý kiến tham gia của các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị cho diễn tập tại huyện Nậm Nhùn. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh các văn bản chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn luyện theo đúng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập nhịp nhàng, thống nhất, an toàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền từ nay cho đến khi diễn tập. Đối với huyện, cần quán triệt mạnh hơn nữa chỉ đạo của tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức diễn tập, làm tốt công tác chuẩn bị cụ thể, tỉ mỉ, có sự phối hợp chặt chẽ với nhà máy thủy điện Lai Châu, thông qua diễn tập kịp thời kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn sát thực tế của địa bàn. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ đạo ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn tỉnh và huyện Nậm Nhùn khảo sát thực tế tại các địa điểm chuẩn bị cho diễn tập.